ngày hôm nay chúng ta sẽ có các đội nhóm để mà làm thuyết trình nha. Và sau đó chúng ta sẽ được chấm điểm thay vì kiểm tra. Nên là hôm nay các em phải học tập trung nghe chưa? Hào hứng quá, ước chứ chúng ta là cùng đội. Mình cũng vậy á. 2, 4, 6, 8. Đúng rồi. Đều, ok. Vậy thì cái người ngồi kế bên các em sẽ là bạn thuyết trình cùng các em. Yeah, được rồi, vậy là chúng ta cùng cùng nhau. Yeah, vậy là chúng ta cũng làm cùng nhau. Yay. Phía hồi quá, mình làm cùng với nhau trời. Cái gì, mình làm nhóm chung với nhau hả? Chắc vậy rồi. Thôi thầy ơi, em không làm nhóm với bạn này được đâu. Em muốn làm nhóm với bạn của em cơ. Em có thể làm nhóm 3 người cũng được thầy ơi, không làm. Tại sao vậy? Sao hai em không làm với nhau được? Ghét nhau hả? Không có, em chỉ không có được ăn hiếp bắt nạt trong lớp tôi nghe chưa? Dạ thầy, dạ không có ăn hiếp bắt nạt gì hết thầy. Đúng rồi, tụi em chỉ bạn bè. Ok, làm bạn với nhau được thì làm với nhau được. Ok, các em nghe kỹ, trong buổi thuyết trình này cả hai thành viên trong nhóm đều phải làm nha. Nếu mà thầy nghe mất báo cáo là một thành viên không làm hoặc là không có chịu làm là coi chừng đó nha, là có điểm F đó. Ok, bây giờ chúng ta học bài mới đi. Nhưng mấy bạn có rảnh không? Mình gặp nhau để mà làm bài rồi đi. Ok, được, mai mình mang nhà bạn chơi nha. Mình hào hứng với lại cái buổi thuyết trình này quá à. Khi nào mà bạn gặp được thì nói mình nha. Ok, để tới đây mình nhắn tin bạn biết nha. Ok, bạn có Facebook của mình rồi đúng không? Ủa, mình thuyết trình dễ này không vậy? Hình như vậy á bà. Chết rồi, nãy giờ tôi ngủ lớp tôi không biết ông dậy á. Tôi không dậy á, chết rồi, bây giờ mình thuyết trình sao đây? Bây giờ khi nào mình gặp nhau? Tao chỉ đồng ý làm với mày để mày đồng ý một việc với tao. Hả? Đồng ý gì vậy? Cứ nói đi. Nhưng tao chỉ nói nếu mà mày nói có thôi, còn không á hả thì tao sẽ làm khó khăn cho mày. Ok, nói đi. Này, phải đồng ý làm nô lệ cho tao một ngày, tới chừng nào chúng ta thuyết trình thì thôi. Nếu đồng ý thì tao sẽ làm rất là tốt, còn nếu không thì mày sẽ biết cái gì ấy. Biết cái gì á thì nói không đi rồi sẽ thấy. Mày nhỏ không hết này, chắc mày phải hy sinh vì điểm rồi. Ok, đồng ý. Lựa chọn không ngoan đó. Ok, ngày mai gặp bạn thân nha. Mấy bạn đăng thôi. Ủa sao chị buồn quá vợ Mimi? Ra ngoài đi, chị kể cho nghe. Ok. Cái gì? Mình biết mà, nhưng mà mình phải đồng ý thôi, mình muốn điểm tốt mà. Nhưng mà cái đó xấu tính rồi, sao nó dám vậy? Như vậy là bắt nạt con gì nữa. Em sẽ cho nó biết đây. Thôi, không sao đâu, có một ngày thôi à. Mình thuyết trình xong là chắc hết, không sao đâu. Trời ơi, mình đói bụng quá à. Mình không có tiền. Ê, ta có ý tưởng này. Mimi, nó lại ơi. Cái gì vậy? Mình và bạn của mình đói bụng quá, đi mua nhanh 3 cái bánh mì nhanh lên. Con nhỏ này. Ủa sao bà làm được hay quá vậy? Trời ơi, thì tôi nói nó là nếu mà nó muốn làm với tôi, mình có muốn tôi làm cho yên bình thì nó phải làm người nô lệ tôi một ngày. Trời, đúng là đồ thua cực. Mình muốn được đúc cơ. Được rồi, xíu, bây giờ đi được rồi đó. Bà để cho nó nói chuyện với đầy luôn á hả? Không, một ngày thôi. Các em nhớ chép bài nha. Mình đã quên tập của mình rồi, mình cũng lùi quá. Trời ơi, yên tâm để tôi. Mimi ơi, chép 3 trang khác nhau nha. Tụi mình mệt quá, tụi mình không muốn chép. Ủa nhưng mà tại sao vậy? Còn không thì tao không có để mày yên đâu. Ok. Nè, của bạn đó. Cảm ơn bạn thân nhiều lắm nha. Trời ơi, phải vậy chứ. Chưa gì nó thành bạn thân luôn rồi. Được lắm, giỏi lắm mấy con. Ủa Mimi sao vậy? Chị chỉ toàn phục vụ cho Gabi với mấy bạn đó. Trời ơi, tội nghiệp chị quá, Gabi ác quá. Đã vậy Gabi còn không thèm hẹn khi nào gặp để làm bài nữa. Chủ con nhỏ này không hết, quá đáng thiệt. Đúng là không có bài gì với chị hết, em sẽ biết thầy cô chị. Khoan, em cứ ý tưởng này. Cái gì vậy? Chị có nhớ là thầy nói là chúng ta được quyền báo cáo không? Bây giờ chị cứ giả bộ ngu ngu đi, giống như là không biết gì hết, xong rồi cái học xong rồi mình báo cáo. Gabi gọi nè, bắt máy đi, bắt máy đi. Dạ. Cứ tới một giờ chiều là được. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết bài để ngày mai chúng ta làm xong luôn. Ok. Vậy thì hay quá. Ok, hẹn gặp ngày mai bạn nha Gabi, bye bye. Chị thích ý tưởng của em đó. Em nói rồi mà. Mimi tới rồi hả? Vô nhà đi. Trời ơi, sao mày vô dữ.
thôi, bây giờ mình đi về nha, bye bye. Ê, chưa, khoan, đợi đã. Gabi, hello. Ủa, bạn, ủa bạn. À, tại vì mình mua bánh á, cứ ăn đi, ở lại ăn. À, ok. Ta da, ai đói bụng ăn bánh nào. Ngon quá. Gabi cũng dễ thương ha, hay là mình hỏi nói thầy. Khoan đã Gabi, tại sao bà phải phục vụ vậy? Đúng rồi, nô lệ bên kia mà. Ờ ha, Nimi, bạn qua đây xíu được không? Gì vậy? Phục vụ đi. Thôi khỏi, ok, Gabi, cứ cười đi. Gabi, tất cả tụi bay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cứ giả bộ ngu ngu vậy. Ok, để mình phục vụ cho các bạn nha. Ủa, phần bánh của bà đâu, đặt Mimi? Oh, không, mình chỉ đi phục vụ thôi à, ăn đi. Đúng là nô lệ tốt. Ok, hẹn gặp bà ngày mai nha. Ok, bye bye nha cô chủ. Ok, tới giờ thuyết trình rồi, đội đầu tiên lên thuyết trình đi các em. Nhóm cuối cùng nào. Giỏi lắm, hầu hết các em đều có hiểu bài, làm rất là tốt. Nhưng mà đội tốt nhất là đội của Mimi và Gabi. Yay! Thật ra thầy ơi, em muốn báo cáo một việc. Chuyện gì vậy em? Bạn Gabi ở đây để em trở thành nô lệ các bạn Gabi một ngày. Để nếu như mà em muốn làm mấy bạn Gabi tốt hoàn thành bài thuyết trình ngày hôm nay đó thầy. Như vậy có thể thật không hả Gabi? Dạ không, đương nhiên là không anh thầy. Không sao đâu Gabi, đừng có sợ nữa, bây giờ không cần sợ nữa đâu. Gabi, tại sao em như vậy? Thầy biết em thế nào như vậy mà.